Thôi nhưng mà bữa mấy bữa sau là bà phải xuyên qua nhà tôi đi. Bữa lười ai kêu trước khi kiểm tra không qua nhà tôi, rồi xong mới kêu ngủ ngủ dậy rồi ăn ăn xong rồi quên. Tại ai em ơi, có phải là trong tất cả chúng ta ai cũng có một người bạn thân có đúng không? Các em có bao giờ nhớ lại cái cảnh mà ngày xưa những cái người bạn của mình á, khi mà mình mới gặp như thế nào không? Ngày hôm nay nha, chị Bunny sẽ có một cái video clip sẽ nhắc lại cho các em biết được là cái ngày xưa khi mà mình mới gặp bạn thân của mình á, nó có những cái kỷ niệm rất là dễ thương và sau khi thân rồi thì nó sẽ như thế nào? Hãy coi clip nha! Còn nhớ cái ngày mà mới gặp nhau á thì chào bạn. Bạn đang làm cái gì vậy? Mình đang coi trước mấy cái bài á. Sao bạn chê quá vậy? Bạn tên gì vậy? Mình là Bunny. Còn mình là Cà Chua. Chào bạn nha. Ôi bạn chê quá à. Ê bạn. Hả? Bạn thích nhóm nhạc nào vậy? Mình thích Blackpink. Blackpink mới ra bài gì? Mình thích Blackpink nhưng mà mình cũng thích BTS. BTS mới ra bài mới luôn á. Bạn biết này là cái gì không? Cái này là PC đúng không? Đúng rồi. Hồn lắm á. Bạn thích chơi thử không? Cũng thích. Mình nghe tin. Cảm ơn chị Trang thích này nè. Có bài Carrie đó. Đúng rồi. Trời ơi Bunny, bạn biết không? Mình thấy hả, bạn rất là dễ thương, mới hiền luôn đó. Vậy hả? Mình rất là thích chơi với bạn. Trời cảm ơn bạn nha. Lần đầu tiên có người nói mình vậy. Cảm ơn nha. Cái gì? Nhưng mà khi đã thân rồi á thì nó sẽ như thế này. Ủa vô rồi đó ha. Bạn làm gì vậy? Trời ơi, học bài chứ làm gì? Ủa đó ngày nào hôm nay bạn có mang đồ chơi không vậy? Không. Cái món mà bữa trước mà bà cái lần đầu tiên mà bà gặp tôi bà đưa cho tôi đó, whisky đó, không đấy, tôi nói mà bà đi học lúc nào mà bà đi học lúc nào mà không mang mấy cái này mà trả bà cứ bà mắc cười quá. Bà đúng thiệt, có ngày xưa ngày đầu tiên nói với tôi thôi là bạn cứ chơi thoải mái đi, rồi giờ còn trả đây cái gì. Mình là người tốt cho nên là ngày nào bạn cũng phải đưa cho tôi, bà hiểu chưa? Trời ơi, ngày đầu tiên mới gặp Bunny á hả, mình khen nó hiền dễ thương. Bây giờ tôi cũng hiền thôi, tôi cũng dễ thương thôi. Cảm ơn bà đã khen nha, bà nhận định rất đúng luôn. Ủa sao vậy? Bà sao vậy? Bài này khó quá. Đâu đây tôi chỉ cho. Chị. Nè, nó phải là vậy nè, bà lấy cái số A. Trời bà hiểu chưa? Hiểu rồi, trời dễ hiểu. Không có sao đâu, cái này mới đầu tôi cũng mấy cũng khó lắm luôn á. Trời ba đi giỏi quá. Không có gì đâu nha. Cái gì? Trời ba đi dễ thương, có không những dễ thương mà học giỏi nữa. Ôi, còn rộng lượng chỉ bài cho mình. Gì vậy? Không, ba đang không hiểu. Trời ơi, cái bài này tôi nói với bà bao nhiêu lần rồi, dễ vậy mà cũng không biết làm nữa. Khó mà. Nè, lấy cái này cộng với cái này, xong rồi ra cái số này nè, ra cái số này xong rồi chia ra, chia cho hai nè. Hiểu chưa? Không hiểu. Trời ơi, có nghĩa cũng không hiểu. Bây giờ bà làm theo tôi chỉ nha. Cái bước 1 nè, bà lấy cái này cộng cái này đã, cộng đi vô đã. Xong rồi sau đó ra một cái số đã, lấy cái số đó chia cho hai rồi xong. Từ từ đi, không hiểu gì trơn á. Lấy cái số này cộng cho cái số này, xong rồi ra tổng là bao nhiêu, xong rồi chia cho hai, hiểu chưa? Đồ giảng cái gì mà khó hiểu. Trời đất ơi, thôi làm cái bước đó đi, xong đi làm vô xong nha, tôi chỉ tiếp. Đi đâu đó? Đi đâu lát biết. Nè, tôi đi ra thư viện lấy sách cho bà nè. Trời ơi, những cái chuyện đơn giản như vậy mà cũng không có biết nữa. Không, bắt đầu từ đây đi. Không, đây, hình học nè. Nó nhiều sách quá hả? Thôi đi. Muốn học là phải tham khảo nhiều sách là đúng rồi. Mà nhìn vô đây nè, thấy chưa? S nè nè, hiểu chưa? Hiểu chưa? Hiểu. Đó, nhìn những cái công thức này thì mới biết làm được. Đây nè, đây nè.
Là áp dụng công thức này vô bài toán này. Ôi, giờ mới hiểu đó. Bà đọc nhiều sách lên là biết rồi. Trời ơi, sao bà siêu quá vậy? Ôi, siêu quá. Cảm ơn nha. Ê, cô sắp chào bài kiểm tra đó. Ủa, tôi cũng đang lo quá. Còn được trên 8 điểm chứ. Tôi cũng mong trên 8 điểm rồi đó. Dạ, anh đến cô. Bà đi dùng mấy điểm đó? 6 điểm hả? 6 điểm hả? 6 điểm cũng được rồi đó. Trời ơi, 6 điểm cũng được gì. Tôi mà mẹ tôi mà biết cái điểm này chắc mẹ tôi la tôi chết luôn á. Sao đó, mình cố gắng làm sao? Thực ra thấy Vani đó hả, học giỏi siêng lắm á, nhưng mà nhiều lúc Vani hơi chủ quan á, hả? Lát không đồng đi ăn kem nha. Thôi đừng buồn nữa. Không đi ăn kem này vui rồi. Ủa. Ê, đi qua trước kìa. Ủa sao vậy? Có 3 điểm à. Trời ơi, học hành cái gì mà có 3 điểm à. Tôi nè, bà nhìn đi, 8 điểm rưỡi. Đề đúng là khó thiệt, nhưng mà bà là đứa bạn học tập tốt của tôi mà. Bà làm như vậy quê chết luôn đó cả chú ơi. Ôi trời ơi, thiệt luôn á. Thôi nhưng mà mấy bữa sau là bà phải xuyên qua nhà tôi đi. Bữa lười ai kêu trước khi kiểm tra không qua nhà tôi, rồi xong mới kêu ngủ dậy rồi ăn xong rồi quên. Tại ai? Tôi chờ bà cả buổi thôi, nói chung tôi không biết. Bắt đầu qua từ tuần sau, học kỳ sau là bà phải đi qua nhà tôi học liên tục. Nhớ không ngủ nhớ. Nữa nhớ không ăn nữa. Dạ không. Ok, các em còn nhớ những cái ngày đầu tiên mà hẹn nhau đi chơi không? Nó xin như thế này nè. Alo. Ê, lát hồi 8 giờ mình có buổi học nhóm nha. Bà nhớ tới nha. Tôi tới liền. Đi nha. Ừ, hẹn gặp lại. Trời ơi, tới đây hả? Ủa, sao mình tính sớm quá vậy? Mình tiết đúng giờ mà. Tôi cũng căng giờ quá trời luôn á. Tôi cũng tưởng tôi đúng giờ. Ai về đâu chả đúng. Đâu trễ gì đâu. Nhưng mà sau một thời gian á thì nó lại... Nhắc bạn mới được chứ không phải là bạn quên. Ngồi gì không biết nữa. Alo, Vani hả? Cả chú hả? Ê, hôm nay nhớ học nhóm đó nha. Tôi biết rồi. 8 giờ. Bà đi chưa vậy? Trời ơi, lâu quá à. Nhanh lên, tôi sắp tới rồi đó. Nha. Nhanh nha. Vậy nha. Có gì mà gọi. A few moments later. Alo, bà tới đâu rồi? Trời ơi, bà cà chú ơi, bà làm gì là trễ giờ hết luôn á. Nhanh nha. Trời, tôi không có nhiều thời gian đâu, và chỉ là tôi nói cho bà nghe nha. Sức người có giới hạn đó, tôi chờ bà lâu rồi đó. Tôi đang ở ngoài đường, tôi sắp tới nơi rồi, chờ tí. Dạ ha. Trời đất ơi, trễ giờ rồi. Ủa, anh đi còn chưa tới nữa hả? Trời, chạy mấy tiếng đồng hồ rồi còn chưa tới nữa. Alo, Vani, bà đang ở đâu vậy? Bà ngồi trước đó đi, từ tôi giờ nha, ngồi đó đi nha. Về tới. Giờ này là giờ nào rồi còn chưa tới nữa, quá đáng thì chứ. Bực mình. Khi đi ăn với nhau nữa, lúc mà mới quen á thì sẽ nước này ngon ghê. Đấy nó nghe nè, đây để tôi chỉ cho bà cái đoạn này. Đây, bà nhìn thấy cái này không? Nó phải là như vậy nè. Đó. Ok, xong rồi. Cái này là hình học cho nên là mình kẻ, mình phải tưởng tượng chút xíu á. Rồi, ở đây á. Được chưa? Hiểu chưa? Rồi, ok. Vậy là hôm nay học xong rồi đó. Bài này là được rồi. Bà đi giỏi quá à. Trời, có gì đâu. Cô ơi, tính tiền giùm con. Ê, tôi trả cho. Để mời. Thôi, Vani chỉ bài cho mình rồi. Nên mời, bữa sau Vani mời. Không, yeah. Mà bữa trước bà đưa cho tôi cái whisky đó. Bà tặng không, không sao, tặng mà, tặng mà. Để mời chứ. Cho. Không, để mẹ, mời cho. Không, mẹ, tôi mời cho mà kỳ quá à. Nhưng mà sau khi mà quen lâu ơi là lâu thì sẽ...
Rồi. Ê, nó ngày nào trễ giờ rồi tôi đi về trước nha, bà tính tiền giùm tôi được không? Thôi, bà mời tôi mà, bà mời. Ủa, đi. Tôi đâu có mời đâu. Tôi đâu có mang tiền đâu. Ủa, bà kêu tôi nó học. Trời, lâu lâu mời bạn bữa đi, trời đất ơi. Gì kỳ vậy? Ê, bà tôi trễ giờ rồi, thôi bà trả tiền tôi nha, cảm ơn. Ok. Cà chua. Cà đi. Sao vậy? Trời ơi, tôi mới được mua cho cái băng đồ hồng với lại cái cặp màu hồng luôn á. Nhưng màu hồng. Tôi thấy màu hồng lắm. Màu hồng. Ừ, tôi thấy bà có hợp biết màu hồng nên mà mua đồ hồng. Ờ. Đẹp không? Ờ, cũng dễ thương nhưng mà hả, mình học cấp 2 rồi đó bà. Ủa thì đâu có sao đâu, mình thích màu hồng mà. Trời, mình yêu màu hồng, yêu sự hồng bình. Đó, mình thích tên mình. Màu hồng dễ thương quá. Trẻ con, yêu màu hồng. Ờ. Nhưng mà thực ra đồ cái này trên đầu nó cũng hơi sáng, hơi một chút xíu sáng. Sáng thì đâu mà sáng, thấy cũng được. Cũng dễ thương như chị. Tới chị nói là nó hơi sáng thôi. Thôi thôi vậy thôi. Thôi thì không sao hết. Thôi là được rồi, chứ đừng có quá sáng là được đúng không? Ok. Cà chua. Ủa bà đi, bà tới đây hả? Tôi tới rồi. Ê, nó nghe nè. Vẫn là cái băng đô này. Tại vì bữa bà nói là ít sến nhưng tôi vẫn có đeo không sao hết. Nhưng mà tôi có thêm slam màu hồng nè. Chỗ cái này là tôi hả, phải kiểu mua luôn á, tìm mua. Thấy bà có hợp màu hồng, tôi có hợp màu hồng Elsa luôn nè. Đi sao bao nhiêu tuổi rồi, học lớp mấy rồi còn đi cái băng đô màu hồng. Ủa kệ tôi. Ủa sao hồi xưa bà khen dễ thương? Hồi xưa khác, giờ khác. Bây giờ hồi xưa khác với nhau cái gì? Ủa bà mắc cười quá. Ôi bà lật lọng quá, thôi bà đừng phụng vô của tôi nữa. Tôi cảm thấy màu hồng là màu của thiếu nhi, màu của tình thương yêu, màu của công chúa, màu của quý tộc, màu của sự đáng yêu, đáng thương, dễ thương, trong sáng, baby của thế em. Thế lớn thì có. Ê, không có được nói vô sở hết tôi làm đại cho. Nhưng mà tôi thấy cái gì cũng hồng, tôi thấy gớm lắm. Nó mệt quá à, tôi thích nghe mấy cái lời nói này, tôi không thích. Nó mệt quá, không chơi rồi nữa. Bậu biết rồi. Tôi nói với cô hả? Đổi chỗ. Trời đất ơi. Dành luôn rồi. Cho dành luôn đi. Đừng dạy nữa nha. Đó, tại bà á. Bà nói là bà không thích màu hồng, chưa có cái băng đô ở nhà đó. Thỉnh thoảng đeo cũng dễ thương thiệt, nhưng mà đừng đeo nhiều quá nha. Màu hồng thì cũng hơi rối mắt, không biết rồi, mốt không xài màu hồng nhiều nữa chứ gì. Về nha. Ok, đó chính là những cái trường hợp, những cái hình ảnh rất là dễ thương trước và sau khi thân nhau đúng không? Chị Vani biết là cũng có một số bạn trước khi thân nhau thì rất là ghét nhau. Trong đây chị Vani không có đề cập tới, nhưng mà bạn nào trong trường hợp đó thì nhớ comment chị Vani luôn nha. Các em có thấy hình dáng của mình trong video clip này không? Nếu có cũng comment luôn. Cảm ơn các em nhiều. Nhớ like, share và subscribe cho chị Vani nha. Còn bây giờ thì bye.